cùng Ice Fire Channel tìm hiểu những lợi ích bất ngờ từ củ sắn. Củ sắn củ đậu từ xa xưa đã được dân gian truyền tai nhau là một thực phẩm bổ dưỡng, có công dụng làm đẹp da rất hiệu quả. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Với củ sắn, bạn có thể chế biến thành rất nhiều món ăn ngon, không chỉ hấp dẫn, lạ miệng mà còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Cùng tìm hiểu rõ hơn về loại của này qua bài viết dưới đây nhé. Củ sắn và những lợi ích không ngờ với sức khỏe. Thế giới tự nhiên luôn đem lại cho chúng ta những điều bất ngờ, đặc biệt là giới thực vật. Mỗi loại lại có hình dáng, đặc điểm, hương vị và lợi ích riêng. Với củ sắn cũng vậy, chúng không chỉ là một loại thực phẩm mà là vị thuốc, chứa nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Tác dụng làm đẹp của củ sắn, một trong những tác dụng nổi bật nhất của củ sắn chính là làm đẹp da, trị nám và giảm cân hiệu quả. Đây cũng chính là lý do loại củ này luôn góp mặt trong danh sách thực phẩm lý tưởng đối với chị em phụ nữ. Từ xưa, củ đậu đã được xem như một thực phẩm vàng trong việc làm sáng và trắng da, với hàm lượng nước dồi dào, Củ đậu có khả năng làm cho làn da của chúng ta luôn căng mọng, tươi sáng, ngăn ngừa và loại bỏ vết thơm đen, tàn nhang, đẩy lùi nám. Nếu bạn biết cách thì củ sắn cũng có thể sử dụng dưới dạng mặt nạ dưỡng ẩm. Tác dụng của mặt nạ này là tẩy tế bào chết, cung cấp độ ẩm cho da. Mỗi ngày, hãy đắp mặt nạ củ sắn khoảng 15 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch. Kiên trì thực hiện chắc chắn làn da của bạn sẽ có cải thiện đáng kể. Không chỉ đẹp da, củ sắn còn hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả. Nếu như bạn đang lựa chọn các loại thực phẩm để thêm vào danh sách ăn kiêng thì nhất định không thể bỏ qua củ đậu, loại rau củ tươi này nhiều nước, chất xơ và các chất dinh dưỡng, trong khi đó chứa rất ít calo, nhưng chất này sẽ giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, hạn chế sự thèm ăn. Bên cạnh đó, ăn củ sắn có thể giúp kiểm soát tình trạng kháng insulin, nguyên nhân chính gây ra căn bệnh béo phì. Củ sắn giúp xương và răng chắc khỏe hơn. Bên cạnh tác dụng làm đẹp thì củ sắn còn mang lại lợi ích đối với hệ xương và răng của chúng ta củ sắn là thực phẩm rất giàu phốt pho và kali. Đây là hai dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của xương và răng. Để tăng cường những dưỡng chất thiết yếu này, hãy bổ sung củ sắn vào chế độ ăn hàng ngày nhé. Ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng táo bón chính là thiếu chất xơ. Trong khi đó, củ sắn lại chứa một hàm lượng lớn dưỡng chất này. Chất xơ có khả năng cải thiện chỉ số đường huyết, tác động tích cực tới chức năng của ruột. Vì vậy, ăn củ sắn thường xuyên có thể cải thiện tình trạng táo bón. Tác dụng tốt với phụ nữ trong thời mãn kinh. Đến thời kỳ mãn kinh, chị em phụ nữ sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, muốn làm giảm những ảnh hưởng này thì cần phải kích thích tố nữ, nổi bật nhất là chất phytoestrogen. Đây là chất có trong củ sắn. Do đó, để giảm tác động của thời kỳ mãn kinh, chị em nên ăn củ đậu hàng ngày với số lượng hợp lý, tốt cho dạ dày. Tác dụng tiếp theo của củ sắn chính là giảm tiết axit dạ dày. Củ sắn có chứa các chất giống như chất kiềm, chất này có khả năng làm mát, giúp axit dạ dày thẩm thấu một cách nhanh chóng. Xét về mặt y học nếu axit dạ dày cao thì sẽ gây ra các vết loét. Vì vậy, hãy nhớ bổ sung củ sắn vào chế độ ăn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe dạ dày nhé, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện lưu thông máu. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, củ sắn là loại thực phẩm chứa rất nhiều vitamin 100. 100 gr củ sắn có thể đáp ứng tới 40% axit ascorbic mà cơ thể chúng ta cần hàng ngày. Trong khi đó, vitamin C là một phần không thể thiếu của hệ thống miễn dịch. Nó đóng vai trò kích thích tế bào bạch cầu, chống lại bệnh tật ngăn ngừa sự tấn công của vi khuẩn nấm gây bệnh bên cạnh đó chất này còn có tác dụng vô hiệu hóa tác động của gốc tự do chống ung thư cũng như các bệnh liên quan tới tìm lượng đồng sắt trong củ sắn rất hữu ích trong việc bảo vệ duy trì và cải thiện sức khỏe hệ thống tuần hoàn đây đều là những chất quan trọng của tế bào máu nếu thiếu chúng cơ thể sẽ bị thiếu máu hoạt động kém hiệu quả khi ăn củ sắn nên lưu ý những điều gì củ sắn tốt cho sức khỏe đây là điều chúng ta không thể phủ nhận tuy nhiên theo các chuyên gia nếu ăn củ sắn không đúng cách có thể mang đến nhiều tác hại cho sức khỏe. Tác hại khi ăn không đúng cách. Thực tế, rất nhiều người lạm dụng củ đậu để giảm cân. Củ đậu có thể giảm cân, nhưng sử dụng nó quá nhiều, không khoa học sẽ mang lại nhiều bất lợi. Trong củ sắn nhiều nước, chất xơ, nếu ăn quá nhiều sẽ khiến dạ dày giãn ra, điều này đồng nghĩa với dạ dày tiết dịch nhiều hơn, giống hơn, tăng nhu cầu thèm ăn. Ăn nhiều củ sắn đặc biệt không tốt với người đau dạ dày. Nó còn có thể khiến cho cơ thể chúng ta suy yếu đi. Nhiều vitamin Chất sơ nhưng không đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, vì vậy, chỉ ăn củ sắn để giảm cân sẽ khiến cơ thể thiếu chất. Củ sắn có thể ăn được, nhưng phần lá và hạt của nó rất độc. Hạt của củ sắn chứa roteno, chất dùng để sản xuất thuốc trừ sâu, bệnh ngoài da. Nếu không may ăn phải hạt, sau khoảng 5 đến 40 phút hút, bệnh nhân sẽ bắt đầu có những biểu hiện, nếu triệu chứng nặng có thể dẫn tới tử vong trong khoảng 2 đến 5 tiếng. Trường hợp kiểm soát tốt, triệu chứng nặng có thể hết sau khoảng 4 đến 7 tiếng, nên kết hợp củ sắn với những thực phẩm khác để giảm cân an toàn và chế biến đúng cách thì bạn nên kết hợp củ sắn với nhiều loại thực phẩm. Việc kết hợp chúng với thực phẩm nào thì còn phụ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng cũng như chế độ ăn kiêng của từng người. Bạn có thể kết hợp củ sắn với thịt, cá, rau, nước sốt để chế biến thành những món ngon cho bữa cơm gia đình. Có thể kể tới một số món ngon như salad củ sắn, củ sắn kho thịt, củ sắn xào tỏi, chiên, hoặc xào với một số nguyên liệu như thịt bò, thịt heo. Muốn đổi vị thì hãy thử dùng bánh tráng cuộn củ sắn vào sợi cùng tôm cà rốt, thịt bò, kem nước chấm chua ngọt. Đặc biệt hơn, nem rán mà có củ sắn giòn, ngọt sẽ tăng hương vị lên rất nhiều đấy. Bên cạnh những nguyên liệu thông thường trên, nếu muốn sang hơn thì hãy kết hợp củ sắn với cá hồi sông khói, nấu canh sườn củ sắn, ca rốt và nấm hương. Một món tốt cho người mỡ máu, cao huyết áp. Món còn lại giúp cải thiện hệ xương khớp, giải nhiệt, giàu dinh dưỡng, giảm cân lành mạnh. Icefile Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 trên 7 vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé